Trang Trần bất ngờ bật khóc vì món quà sinh nhật khủng của chồng. Trái ngược với tính cách nóng nảy, bóp chát thẳng thừng của Trang Trần, thì ông xã Louis lại là người trầm tính, ít nói. Trước những ồn ào Trang Trần vướng phải, anh luôn ở bên cạnh động viên và bảo vệ bà xã. Là người hiểu vợ, trong ngày sinh nhật, Louis đã chuyển thẳng một tập đô cho Trang Trần làm quà tặng. Kèm theo đó anh viết, thương gửi người phụ nữ luôn quy tất cả mọi thứ vật chất bằng tiền, thì đây là quà sinh nhật năm nay của bà. Trong khi rất nhiều người khen ngợi món quà thực tế và giá trị mà Louis tặng vợ, thì Trang Trần lại có phản ứng rất khó hiểu. Ngay dưới bài viết của chồng, Trang Trần gửi hình ảnh rơi nước mắt và viết, khóc vì ức toàn tiền, để mất ngủ từ Valentine qua sinh nhật, sắp 8 tháng 3 nha. Dù ở xa, nhưng ông xã Trang Trần luôn dành thời gian để quan tâm vợ con. Vợ chồng Trang Trần tổ chức sinh nhật cho con gái Kiến Lửa. Đã chụp ảnh cưới nhưng Trang Trần và ông xã đã hoãn tổ chức ngày trọng đại vì Trang Trần bận đi quay phim. Vì sao cả đời cống hiến cho nghệ thuật nhưng thánh tử Trung Dân không nổi tiếng như Hoài Linh? Trung Dân nổi lên nhờ phong cách hài cá tính, mà cụ thể là những nhân vật nông dân với ngôn ngữ đậm chất nhà quê, phê phán mạnh mẽ thói hư tật xấu, làm ảnh hưởng đến đạo đức con người và giá trị xã hội. Bởi vậy, nhiều nghệ sĩ thân thương gọi anh là thánh tử Trung Dân. Trung Dân sinh ra trong một gia đình trí thức tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Dù ở vùng ven đô, ranh giới giữa nông thôn và thành thị, nhưng cha anh không theo nghề nông. Ông là một trí thức có kiến thức lịch sử và văn hóa sâu rộng, giỏi ngoại ngữ, mà đặc biệt là tiếng Pháp. Môi trường sống ấy hình thành trong Trung Dân một tính cách kết hợp giữa sự mộc mạc, hồn hậu và bộc trực của một người nông dân lẫn thiên hướng ham học để am hiểu nhiều giá trị cuộc sống. Theo Trung Dân, hồi anh còn nhỏ, tác phẩm ảnh hưởng đến anh nhiều nhất là Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Với chuẩn mực hành xử, gặp cảnh bất bình chẳng tha, nên dù rất hiền lành, anh luôn lên tiếng trước những điều trái khuấy. Bạn nào to lớn mà bắt nạt bạn ốm yếu, anh cũng lên tiếng can thiệp. Bạn nào học giỏi và giàu sang nhưng khinh rẻ người nghèo, anh cũng lên tiếng phê bình. Trung Dân nhớ lại, hồi tôi còn học cấp 3, tôi đã bắt đầu tham gia hoạt động văn nghệ cho trường. Tôi hăng hái đến mức được cơ hội làm văn nghệ phong trào cho huyện. Hồi đó, tại quê tôi xảy ra một chuyện, người có quyền thế ức hiếp dân nghèo. Tôi ức và buồn, nhưng không biết làm sao, đành dựng một tiểu phẩm phê phán vụ việc này. Khán giả xem rất thích vì họ hiểu được điều tôi muốn chia sẻ. Với sở thích mê văn chương cùng kiến thức được tích lũy qua việc đọc sách, khi tốt nghiệp trung học, Trung Dân thi vào trường đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Anh học được hơn một năm thì nhận ra ngành học phù hợp nhất với mình chính là trường nghệ thuật. Anh quyết định bỏ trường đại học tổng hợp và thi vào Cao đẳng sân khấu và điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Được học tập trong môi trường mình yêu thích, Trung Dân rất hạnh phúc, cho dù sinh viên trường nghệ thuật thời đó rất nghèo và thiếu thốn. Chuyện được nổi danh là một cơ hội quý hiếm và chỉ thuộc về những diễn viên nào có thực tài. Bởi ngày ấy môi trường giải trí còn hạn hẹp, truyền thông hạn chế, nên người nghệ sĩ muốn được khán giả biết đến phải trải qua quá trình lao động và nghệ thuật kiên trì, bền bỉ. Hơn ai hết, Trung Dân biết mình không có vẻ đẹp hình thể vượt trội để được giao vai kép đẹp. Nhưng ngay từ nhỏ anh đã nhận ra mình là một người có duyên, vì nơi nào anh xuất hiện, nơi đó rộn rã tiếng cười. Bất chấp cái tính ăn ngay nói thẳng khi có đụng chạm đến tự ái của người khác. Vì vậy anh xác định mình đi theo con đường hài kịch. Vấn đề hài kịch phải có một phong cách riêng mới có thể khiến khán giả thích và xem. Anh quyết định mình phải theo phong cách hài cá tính. Điều đó đã được chứng minh qua vai ông Mười Hớt Tóc trong vở kịch Quán Cà Phê Bồ Đà, trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố nổi tiếng một thời của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Với vai diễn này, Trung Dân diễn tâm trạng một người bị phê thuốc, mất kiểm soát lý trí và hành vi. Cách diễn của anh quá phá cách, duyên dáng đến mức nhiều hãng băng đĩa thời đó mời anh ký hợp đồng. Vai diễn bà quậy trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố sau đó ít lâu cũng ghi dấu ấn đậm nét vai hài cá tính của Trung Dân. Từ một diễn viên bình thường, anh trở thành một nghệ sĩ hài danh tiếng. Cái tên Trung Dân bắt đầu xuất hiện dày đặc tại các tụ điểm tấu hài thời bấy giờ. Phần lớn các tiểu phẩm mà Trung Dân diễn do chính anh viết kịch bản, nhưng chủ đề anh chọn là những gì ảnh hưởng đến đời sống xã hội, mà đặc biệt là đời sống nông thôn. Sở dĩ anh nặng lòng với người nông dân vì anh sinh ra ở miệt nông thôn. Anh thấy và hiểu rõ sự thiệt thòi của người dân quê nghèo, ít có cơ hội giải bày nỗi bức xúc của mình. Anh muốn nói hộ họ, anh muốn giành lại công bằng cho họ. Anh muốn nông thôn không bị những thói xấu của thành thị tha hóa. Anh muốn giữ lại sự yên bình và trong sạch vốn có của miền quê. Để tạo được sức hút, anh viết những kịch bản phê phán mạnh và nhân vật anh hóa thân chửi rất dữ. Đồng nghiệp thân thương gọi đùa anh là thánh chửi.
Dẫu vậy khán giả nghe lời chửi này rất khoái, vì chúng và cấp quản lý cũng rất đồng cảm với tấm lòng người nghệ sĩ. Bởi những gì anh nói đều là sự thật hiển nhiên. Trung Dân dấn thân và mãi miết với con đường anh đã chọn. Đến một ngày, khán giả gọi Trung Dân là người nghệ sĩ của ruộng đồng. Trung Dân là người trực tính và không ham danh tiếng. Nói rõ hơn, anh là người theo thuyết định mệnh. Anh cống hiến hết mình cho đam mê, còn kết quả nhận được đều do ân trên an bài. Anh đến với nghệ thuật vì ham nghề, chứ không xem đó là phương tiện để nổi tiếng. Chính vì vậy, anh không cố gắng tranh thủ cơ hội để thăng tiến cao hơn những gì mình đã có. Khi bất đồng trong quan điểm nghệ thuật, anh sẵn sàng hủy hợp tác, cho dù người đó là ai và có thế lực rất mạnh trong showbiz. Đây là lý do mà từ lâu, Trung Dân là một danh hài, nhưng chưa bao giờ vọt lên đứng vị trí hot như Hoài Linh hay Việt Hương, Trấn Thành. Thế nhưng anh luôn có một vị trí rất cao trong lòng khán giả và đồng nghiệp. Danh hài Hoài Linh sau khi làm việc với Trung Dân nhận ra anh là một con người có chiều sâu nghệ thuật, thông minh và ứng biến tốt. Nể trọng điều này, Hoài Linh đã giới thiệu Trung Dân tham gia game show Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Sự xuất hiện của Trung Dân đã góp phần tạo nên tiếng cười và cảm xúc lắng động ở mỗi phần anh xuất hiện. Ngoài ra, anh còn được mời tham gia nhiều chương trình trong và ngoài nước. Hoạt động bền bỉ của Trung Dân cho anh một vị trí rất vững chãi trong làng hài nói riêng và ngôi làng nghệ thuật Việt nói chung. Dẫu vậy, trong đời thường, anh vẫn là người đàn ông mộc mạc, thích chơi cày kiểng, mê vẽ tranh và tránh xa sự hào nhoáng thị phi của showbiz. Hé lộ những đám cưới đình đám bất ngờ của showbiz Việt đầu năm 2019. Tiến Đạt. Những ngày qua, cộng đồng mạng đã đứng ngồi không yên trước thông tin về đám cưới rapper Tiến Đạt. Sau những đổ vỡ với Harry Won, nam nghệ sĩ đã có cuộc sống khép kín và hoàn toàn giữ im lặng về chuyện tình cảm cá nhân. Chính lẽ đó mà không ai hay biết việc anh đã có người yêu bấy lâu nay. Vào ngày 30 tháng 12 vừa qua, hôn lễ của anh và Thủy Vi đã được tổ chức chính thức tại nhà gái ở Bình Thuận. Tưởng chừng giữ được bí mật đến phút cuối, nhưng những hình ảnh về ngày vui này cũng đã được các khách mời dần chia sẻ trên mạng xã hội. Được biết, vào ngày 13 tháng 1 sắp tới thì cặp đôi sẽ tổ chức thêm một buổi tiệc nữa để chung vui với các bạn bè, đồng nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Võ Hạ Trâm. Sau những lận đận trong chuyện tình cảm, Võ Hạ Trâm khiến mọi người bất ngờ khi lần đầu tiên công khai hình ảnh về bạn trai doanh nhân người Ấn Độ. Được biết, bạn trai của Võ Hạ Trâm không hoạt động trong showbiz, anh là người nước ngoài và là một doanh nhân trong lĩnh vực đá hoa cương. Khi tình yêu trong cả hai đủ lớn, họ quyết định sẽ làm bạn đời của nhau. Hôn lễ của nữ ca sĩ và người yêu cũng được cô tiết lộ sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 1 tới đây. Mia. Vào ngày 25 tháng 11 vừa qua, Mia đã tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai Triệu Vương sau một thời gian hẹn hò. Theo Mia chia sẻ, việc lấy chồng cô nằm trong kế hoạch sẵn từ trước và cô nàng cũng vô cùng cảm ơn tình cảm mà mọi người dành cho mình. Hiện tại, lịch trình làm việc của cặp đôi khá bận rộn, nhưng cô và ông xã vẫn tranh thủ thời gian gửi tấm thiệp hồng đến các quan khách để đến chung vui cùng họ. Được biết buổi tiệc hoành tráng của cả hai sẽ chính thức diễn ra vào ngày 9 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lê Hà. Vào dịp cuối tuần qua, không chỉ có đám cưới của Tiến Đạt gây sự chú ý của mọi người, mà buổi lễ ăn hỏi của học trò Hồ Ngọc Hà, Lê Hà The Face và người yêu Trung Hiếu cũng thu hút không kém cạnh. Theo đó, sau một thời gian hẹn hò và công khai trên mạng xã hội, thì cả hai đã chính thức tổ chức buổi lễ ra mắt hai bên gia đình và bạn bè tại quê nhà Gia Lai. Cặp đôi này luôn nhận được nhiều lời khen bởi cả hai đều xinh đẹp, điển trai, cực xứng đôi vừa lứa. Được biết ông xã của người đẹp hiện đang kinh doanh ở Gia Lai, cũng là quê nhà của cô. Theo như lời nhân vật chính chia sẻ thì đám cưới sẽ chính thức diễn ra vào tháng 4 năm 2019. Lê Hiếu. Vào ngày 14 tháng 1 sắp tới, không chỉ có đám cưới của Võ Hoài Trâm và ông xã Ấn Độ, mà nam ca sĩ Lê Hiếu cũng chính thức tổ chức ngày trọng đại, chính thức làm chồng người ta. Được biết bà xã của giọng ca Ngày Mai Em Đi tên Thu Trang, chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn và không thuộc showbiz. Từ trước đến nay, anh dường như khá kín tiếng với truyền thông về mối quan hệ với vợ sắp cưới. Và theo như lời chia sẻ của người trong cuộc, thì họ đã có hơn một năm tìm hiểu mới quyết định đi đến hôn nhân. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu. Thời gian qua, khán giả cũng khá bất ngờ khi nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu xác nhận anh sẽ về chung nhà với diễn viên múa 9X sau dịp Tết Nguyên Đán 2019. Từ trước đến nay, nam nghệ sĩ rất hạn chế trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân. Khi trả lời về lý do kết hôn muộn, anh chia sẻ, chuyện vợ con là do duyên số, không phải vội vàng mà thành. Tôi nghĩ lấy vợ muộn cũng có cái hay, mới biết đâu mình cũng không phải lấy nhiều lần.